khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lỵ, chớ thèm bạc vinh hoa, hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa. Tối 30 tháng 5, một nguồn tin cho biết bệnh nhân LTS, 47 tuổi, sau khi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào Bệnh viện Trung ương Huế đã tử vong. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bệnh nhân S vào viện trong tình trạng bất tỉnh với chẩn đoán bị mất nước, sốc nhiệt dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục, nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, lúc tiếp nhận, các bác sĩ tập trung hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân. Sau khi tiến hành cấp cứu, mạch của bệnh nhân đập trở lại và phải thở máy. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê sâu do sốc nhiệt. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu ngưng tim cho bệnh nhân nhưng không thành công. Được biết, ông S tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây 3 ngày. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, ông bị ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện. Đầu giờ chiều ngày 30 tháng 5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong, Quảng Trị xác nhận với báo Công Thương là vừa tiếp nhận cấp cứu cho một trường hợp người đàn ông đi theo ông Thích Minh Tuệ bị kiệt sức. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Triệu Phong, người đàn ông này được người dân đưa vào cấp cứu vào lúc hơn 10 giờ cùng ngày trong tình trạng hôn mê sâu. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tại bệnh viện tích cực hồi sức nhưng người này vẫn không tỉnh, do đó không khai thác được danh tính của bệnh nhân. Nhận thấy dấu hiệu không chuyển biến, Bệnh viện Đa khoa Triệu Phong đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để tiếp tục cấp cứu. Thưa quý vị, một người đàn ông 47 tuổi bộ hành cùng sư Thích Minh Tuệ đã ngất xỉu trên đường khi qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, sau đó tử vong khi chuyển viện vào Thừa Thiên Huế tối 30 tháng 5. Tối 30 tháng 5, bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, theo nguyện vọng của thân nhân, bệnh viện đã chuyển viện cho bệnh nhân LTS 47 tuổi lên tuyến trên. Ông S là người bộ hành theo sư Thích Minh Tuệ. Nguồn tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, nơi bệnh nhân LTS chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, khi ông S chuyển viện vào, bệnh viện tiếp nhận làm các xét nghiệm, hội chẩn liên quan để đưa ra các phác đồ điều trị. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng, bệnh nhân S đã tử vong. Theo bác sĩ Huỳnh, Bệnh viện Trung ương Huế, ông S mới trở về từ Mỹ được 4 ngày, đã đi theo sư Thích Minh Tuệ được 3 ngày. Vợ con ông S hiện đang ở Mỹ. Một số người thân của ông S đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào khoảng 15 giờ cùng ngày. Bác sĩ Huỳnh cho biết bệnh nhân S nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân này đã bị sốc nhiệt do trời nắng nóng dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Thank you.
bảy, câu nói van xin của thầy Minh Tuệ khiến Phật tử bật khóc. Sáng 20 tháng 5 2024, thầy Minh Tuệ chính thức lên tiếng khi bị đám đông bám theo dày đặc nhiều ngày. Thầy nói: thứ nhất, những người hộ pháp lên trở về, con không cần ai hộ pháp nữa vì con chỉ là người đang tập tu. Thứ hai, người dân nên trở về nhà làm công việc của mình, đừng đi theo con nữa. Thứ ba, các YouTuber hãy quay về, nếu đi theo con sẽ gây náo loạn xã hội, mất trật tự giao thông. Thứ tư, những người tự tu lên đi một mình, hạnh đầu đà là tu một mình. Thứ năm, mọi người gặp con trên đường không cần phải đảnh lễ quỳ nạy, hãy đảnh lễ Tam Bảo, lạy Phật là được rồi. Thứ sáu, người tu tập ai cũng cần có thời gian để sinh hoạt ngồi thiền, mọi người đừng chờ con từ 3 giờ đêm nữa. Thứ bảy, con đâu phải diễn viên Hollywood để xem, con là nhà tu hành, xin mọi người hãy hoan hỷ, xin mọi người hãy hoan hỷ, A Di Đà Phật. Hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc vinh hoa, hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Thank you.
cơn nước lũ. Lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối này và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi ban viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tàn, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.